Với vị trí nằm thấp hơn mực nước biển, Hà Lan thường xuyên gặp phải ngập lụt và trở thành vùng đầm lầy, khí hậu lạnh. Do đó, guốc gỗ đã ra đời để giúp người dân thích nghi với môi trường tự nhiên. Guốc gỗ và cối xay gió là những phát minh quan trọng và độc đáo giúp người dân sống hòa hợp với thiên nhiên. Ngày nay, guốc gỗ, hoa tulip và cối xay gió đã trở thành biểu tượng nổi tiếng của Hà Lan. Một thanh gỗ phải trải qua 25 giai đoạn và mất khoảng 1 tháng để tạo thành một đôi guốc gỗ. Mặc dù những đôi guốc gỗ đầu tiên có vẻ mộc mạc và thô sơ, chúng vẫn rất có ích để người dân sử dụng. Ngôi làng Giang Sa Sang là nơi đầu tiên có xưởng gia công guốc gỗ từ những năm 1570. Thay vì những chiếc nhẫn hay những bó hoa rực rỡ, guốc gỗ chính là món quà đặc biệt mà các người chồng Hà Lan trao tặng cho vợ trong ngày đính hôn. Nhiều quốc gia tin rằng đôi chân là một phần linh thiêng, đại diện cho vẻ đẹp của phụ nữ. Khi người đàn ông được nhìn thấy và chạm vào đôi chân trần của người phụ nữ, đó có nghĩa là người phụ nữ đồng ý gắn bó với người đó. Xuất phát từ quan niệm đó, người Hà Lan cho rằng đôi chân thể hiện vẻ đẹp quyến rũ. Chính vì điều đó, đôi guốc đã trở thành một vật không thể thiếu trong ngày đính hôn. Ngoài ra, những đôi guốc tươi sáng với các hoa văn hình trái tim cũng là biểu tượng cho tình yêu và lòng trung thành của những đôi tình nhân. Vào đầu thế kỷ 20, với sự phát triển của công nghiệp và máy móc, việc sản xuất guốc gỗ đã trở nên rộng rãi hơn. Quá trình đẽo và gọt một thanh gỗ thành hình dạng của một đôi guốc chỉ mất khoảng 2 phút. Sự xuất hiện của máy móc đã làm cho việc sản xuất guốc gỗ Hà Lan trở nên dễ dàng, nhanh chóng hơn và có giá thành rẻ hơn. Tuy nhiên, việc sử dụng máy móc không làm mất đi vẻ đẹp truyền thống của những đôi guốc gỗ này.